dàn sao dự đêm tiệc dày đế đỏ của Tiên Nguyễn. Lan Khuê, Cai Tiên Nguyễn, Trọng Hiếu, Chi Phu, Châu Bùi dự đêm tiệc dày đế đỏ Christian Lao Bao của con gái vua Hàn Hiệu, Jonathan Hạnh Nguyễn. Đêm tiệc mang phong cách Pháp được Tiên Nguyễn tổ chức tại một khách sạn hạng sang tại thành phố Hồ Chí Minh tối ngày 28 tháng 10. Đêm tiệc được tổ chức với mong muốn đưa hình ảnh mang tính biểu tượng của Christian Lao Bao, những đôi giày đế đỏ, đến gần hơn với những người yêu thời trang xa xỉ. Sau 2 năm chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam, đêm tiệc được tổ chức theo phong cách Pháp với gam màu chủ đạo là đen, đỏ, trắng với sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng như cặp đôi đình đám Philippe Nguyễn, Linh Rinh, Á hậu Lan Khuê, Cai Tiên Nguyễn, Trọng Hiếu, Chi Phu, Linh, Ren Evan, Ngọc Thảo, Cờ Lo Nguyễn, cùng những tên tuổi của làng thời trang như Du Ung Yoko, Châu Bùi, Khánh Linh, Thảo Nhi Lê, Thu Anh Hồ, Quỳnh Anh Sinh, Hoàng Cu, Tú Hảo, Kelvin Lay. Tiên Nguyễn không chỉ là gương ạc nổi bật của làng thời trang mà còn là đại diện của JAFC, đơn vị phân phối chính hãng của Christian Lao Bao tại Việt Nam. Cô bày tỏ tình yêu đặc biệt với thương hiệu giày mang tính biểu tượng này. Người đẹp chia sẻ, năm 13 tuổi, ba tôi đã tặng tôi đôi giày cao gót đầu tiên là Pigang cao 12cm. Sau đó là đôi cao gót khổng lồ Daffodil. Cô tự nhận mình là người hâm mộ của Christian Lao Bao từ khi đó, mặc dù mỗi ngày chỉ dám mang trước gương vì giày quá cao với cô bé 13 tuổi. Tôi khó có thể tưởng tượng rằng 13 năm sau, tôi lại đứng đây làm nhà phân phối và đại diện cho Christian Lao Bao tại Việt Nam. Con gái của tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn chia sẻ, đôi giày đế đỏ không chỉ là một đôi cao gót bình thường, đó là cả một thần thái. Mỗi bước đi trên đôi giày Christian Lao Bao cũng chính là một bước đi của sự quyến rũ và quyền năng, Tiên Nguyễn đánh giá. Christian Lao Bao là thương hiệu thời trang xa xỉ của Pháp ra đời vào năm 1992. Nhà thiết kế Pháp Christian Lao Bao, nhà sáng lập thương hiệu, mê những đôi cao gót từ năm 12 tuổi và mơ sáng tạo ra tác phẩm chinh phục quý bà, quý cô. Ở tuổi 18, Lao Bao làm việc như nhà thiết kế giày tự do và bán sản phẩm cho chế nộ Yves Saint Laurent. Lúc ấy với ông, công việc này đơn giản là kiếm sống và thỏa mãn đam mê, chứ chưa định hướng nghiêm túc. Để tạo dấu ấn, ông chọn ký tên bằng cách sơn đỏ phần đế. Nhờ thiết kế bắt mắt, phụ kiện dần gây tiếng vang, trở thành niềm mơ ước của nhiều cô gái. Các bộ sưu tập dành cho nam và nữ của nhãn hàng này hòa trộn giữa vẻ quyến rũ, lịch lãm cùng kỹ thuật chế tác đặc trưng. Các thiết kế của Christian Lao Bao liên tục được người nổi tiếng lăng xê trên thảm đỏ. Sự kiện thời trang.